dục. Về phương diện mà sinh lý thì được chia làm niệu đạo sau và niệu đạo trước. Niệu đạo sau là dài khoảng 4 cm từ niệu đạo hành đến cổ bàng quang, bao gồm niệu đạo thị liệt tuyến, niệu đạo màng. Khi chấn thương mà vỡ xương chậu thì phần niệu đạo màng sẽ dễ bị tổn thương. Niệu đạo trước thì sẽ đi từ lỗ sáo cho đến niệu đạo hành, bao gồm niệu đạo dương vật, niệu đạo thần sinh môn. Niệu đạo trước thì có vật xớp bao quanh, mà khi mà chấn thương mà có liên quan đến tổn thương vật xớp thì sẽ gây chảy máu nhiều. Về phương tiện phẫu thuật thì sẽ có niệu đạo cố định và niệu đạo di động, niệu đạo tiền liệt tuyến, niệu đạo màng và một phần đoạn xớp tới sau dây chằng treo bàng quang là thuộc niệu đạo cố định, dây chằng treo dương vật. Niệu đạo di động thì bao gồm niệu đạo xớp từ dây chằng treo dương vật đến lỗ di động ngoài. Về niệu đạo nữ thì nó sẽ đơn giản hơn, là phần cố định tương ứng với niệu đạo sau ở nam và liên quan chặt chẽ với thành trước của âm đạo. Tổn thương giải phẫu bệnh thì sẽ bao gồm đụng dập niệu đạo, thủng niệu đạo, đứt rời niệu đạo và chấn thương gặp khúc niệu đạo. Đụng dập niệu đạo thì là chỉ tổn thương một trong các thành phần của ống niệu đạo và cái sự lưu thông của niệu đạo thì nó vẫn còn liên tục. Tổn thương thủng niệu đạo thì sẽ là tổn thương toàn bộ các lớp của thành niệu đạo, sẽ gây lên tình trạng là thông thương niệu đạo ra các tổ chức xung quanh. Đứt rời niệu đạo thì là ống niệu đạo bị đứt rời, hai đầu niệu đạo có thể nó sẽ bị nó sẽ di lệch và gây gián đoạn, làm mất lưu thông từ nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Chấn thương gặp khúc niệu đạo thì tổn thương này thường là hiếm gặp, là thành niệu đạo không bị tổn thương mà chỉ bị gấp khúc lại. Trường hợp này thì sẽ không có máu chảy ra ở lỗ sáo. Về cơ chế chấn thương thì được chia là chấn thương của niệu đạo trước thì lực tác động có thể là trực tiếp mà và gây tổn thương. Các lực tác động từ bên trong là có thể gặp trong trường hợp là nội soi đường tiết niệu hay là đặt trong thiểu lạc đường. Các nguyên nhân từ bên ngoài thì đa số các trường hợp là gặp trong khi mà bệnh nhân ngã ở tư thế là hai chân cọp ngồi lên vật cứng, như là ngã trên thuyền hay là ngã cầu khỉ. Là cơ chế lúc này là niệu đạo là một cái phần mềm nó sẽ bị kẹt ở giữa cái vật gây chấn thương là vật cứng ở phía dưới và vòng buồng khớp mô ở phía trên. Cái phần niệu đạo dương vật thì ít bị chấn thương, trừ những trường hợp đặc biệt chấn thương trực tiếp do gãy dương vật. Ở đây còn một cơ chế cực kỳ quan trọng mà gần như 99% các bác sĩ tiết niệu quên, ta gọi là hội chứng, tiếng Anh nó gọi là cyclic syndrome, tiếng Pháp nó gọi là sẽ không có được hả, cái việc ta gọi là hội chứng của những người đi xe đạp, Dạ. biết chưa? Như Dạ. vậy các em phải thêm cái ý đó, thầy xóa cái này nha, thầy thêm nha, hội Dạ. chứng đi xe đạp cyclic Dạ. syndrome, đây là một cái điều khá nguy hiểm mà hiện nay các bác sĩ tiết niệu trên thế giới đều nhấn mạnh, rất là nhấn mạnh, nhưng mà các bác sĩ tiết niệu Việt Nam thì lại không có nhấn mạnh. Như vậy sau buổi học hôm nay tất cả các bạn ngồi đây đều phải nhớ cho thầy cái hội chứng gọi là cyclic syndrome, hội chứng của người đi xe đạp, của người đàn ông đi xe đạp không tính người phụ nữ nha. Tiếng Anh nó gọi là cyclic syndrome, tiếng Pháp là syndrome de Coureur, và tiếng Việt là hội chứng rối loạn đi tiểu ở người đi xe đạp. Không phải là hội chứng chấn thương niệu đạo mà là hội chứng rối loạn đi tiểu ở người đi xe đạp. Rồi xin kêu em nói tiếp, nhắn nói tiếp bài tiếp. Dạ. Về chấn thương niệu đạo sau thì niệu đạo sau sẽ bị tổn thương chủ yếu do cơ chế chấn thương gián tiếp là biến chứng của vỡ xương chậu. Cái hình ở phía trên này là chấn thương do cơ chế lúc nãy em đã nói là ngã trên cầu khỉ. Các cái nhóm nguyên nhân được chia làm là chấn thương do đụng đụng dập như là tai nạn giao thông hoặc là do bệnh nhân bị đá vào vùng tầng sinh môn. Các nguyên nhân như là gãy dương vật. Cái nhóm chấn thương do nguyên nhân đâm thủng như là đạn bắn, tổn thương đạn bắn, tổn thương do dao hoặc là thuốc vật cắn. Cái nhóm nguyên nhân do can thiệp như là nội soi hoặc là đặt catheter niệu đạo. Về chẩn đoán thì lâm sàng là bệnh nhân sẽ có máu chảy ở lỗ niệu đạo là dấu hiệu chính. Tuy nhiên thì khi mà không có cũng không có loại trừ hoàn toàn chấn thương niệu đạo. Bệnh nhân có cảm giác mất tiểu, không đi tiểu được, rồi có cầu bàng quang, đái ra máu, dương vật và bìu vùng tầng xương môn xương này bầm tím có thể xuất hiện. Dấu hiệu này có thể xuất hiện muộn, tiền liệt tuyến di động, thâm trực tràng có thể xác định được chấn thương trực tràng đi kèm. Có thể là bệnh nhân sẽ khó hoặc là không thể đặt được ống thông tiểu. Trong trường hợp chấn thương niệu đạo nữ có nghi ngờ gãy xương chậu di lệch nhiều kèm chảy máu ở phần trong của âm đạo, rách âm đạo, đái ra máu, đau niệu đạo. Trong các trường hợp này thì việc thăm khám âm đạo là cần thiết để phát hiện và loại trừ chấn thương âm đạo kèm theo.
mình sẽ còn nghi ngờ đến chấn thương niệu đạo nếu mà bệnh nhân có vết thương thấu bụng hoặc là vùng tầng vùng vết thương bộ phận sinh dục, bệnh nhân gãy cung trước của xương chậu hoặc là gãy xương chậu hở, các vết thương ở tầng sinh môn, thì đa số cái trường hợp này có thể là nó sẽ gây chấn thương niệu đạo mà mình phải cần tầm soát. Thì cận lâm sàng thì sẽ có chụp X quang niệu đạo, có bơm thuốc cản quang ngược dòng, có thể giúp chẩn đoán chấn thương niệu đạo trong giai đoạn cấp tính, mà chỉ nó thực hiện khi mà tình trạng bệnh nhân ổn định. Thì cái kết quả mình có thể nhìn thấy được chấn thương niệu đạo không hoàn toàn thì sẽ thấy được hình ảnh thuốc cản quang hay lên đến bàng quang, còn nếu mà chấn thương hoàn toàn niệu đạo thì sẽ thuốc bàng quang nó sẽ bị đứt thuốc, mình không thể lên đến bàng quang được. Ở niệu đạo nữ thì niệu đạo ngắn và phù nề sau chấn thương nên cái việc chụp này thì khó tiếp cận. Thứ hai là nội soi. Nội soi niệu đạo bằng ống nội soi mềm là một phương pháp thay thế có giá trị cho chẩn đoán chấn thương niệu đạo cấp tính và có thể phân biệt giữa chấn thương hoàn toàn hoặc là một phần. Nội soi bằng quang niệu đạo bằng ống thông mềm được ưu tiên sử dụng hơn khi mà có nghi ngờ chấn thương niệu đạo do gãy dương vật. Ở nữ giới thì do niệu đạo ngắn nên cái việc nội soi tiếp cận này nó càng thuận tiện hơn. Mình đã nội soi. Về phân độ chấn thương niệu đạo theo Hiệp hội chấn thương của Hoa Kỳ thì được chia làm 5 độ. Độ 1 là đụng dập, là tình trạng mà chạy có biểu hiện là chảy máu và niệu đạo, chụp niệu đạo thì bình thường. Độ 2 là kéo giãn, niệu đạo bị kéo giãn nhưng mà không bị thì không có tình trạng thoát thuốc ra ngoài khi mà chụp niệu đạo. Độ 3 là vỡ một phần, sẽ có tình trạng thoát thuốc ra ngoài niệu đạo nhưng mà thuốc cản quang vẫn còn vào được bàng quang. Độ 4 thì sẽ vỡ hoàn toàn, thuốc cản quang sẽ không thể vào được bàng quang, nó chỉ khu trú tại vị trí tổn thương, chiều dài đoạn niệu đạo đứt xa dưới 2 cm. Và độ 5 là vỡ hoàn toàn, đứt niệu đạo di lệch xa lớn từ 2 cm trở lên, hoặc là tổn thương kéo dài đến tiền liệt tuyến hoặc là âm đạo. Phong độ Goldman dựa trên cái X quang chụp có thuốc cản quang ngược dòng thì được chia làm loại 1 là niệu đạo sau bị kéo giãn còn nguyên, loại 2 là rách niệu đạo tiền liệt tuyến màng phía trên hoành niệu dục, loại 3 là rách một phần hoặc là toàn bộ niệu đạo trước sau với sự gián đoạn của hoành niệu dục, loại 4 là chấn thương bàng quang kéo dài đến niệu đạo, loại 4A thì trong đó loại 4A thì chấn thương bàng quang gây thoát thuốc quanh niệu đạo tạo hình ảnh giống như chấn thương niệu đạo sau, loại 5 thì chấn thương niệu đạo trước đơn thuần một phần hoặc là hoàn toàn. Đây là thái độ tiếp cận chấn thương niệu đạo ở loại 1, tổn thương kéo giãn, niệu đạo bị kéo dài không thoát thuốc cản quang trên thì sẽ hướng xử trí là không cần phải can thiệp, chỉ theo dõi bệnh nhân. Loại 2 đụng dập thì chảy máu miệng niệu đạo nhưng mà không thoát thuốc cản quang trên phía niệu đạo thì có thể được điều trị thận trọng với mở bàng quang da hoặc là đặt xong niệu đạo. Loại 3 thì vỡ một phần của niệu đạo trước hoặc là sau thoát thuốc cản quang ở vị trí tổn thương nhưng mà thuốc còn vào được bàng quang thì có thể được điều trị với mở bàng quang da hoặc là đặt thông niệu đạo. Loại 4 thì vỡ hoàn toàn niệu đạo trước, thuốc cản quang ở vị trí tổn thương không vào được niệu đạo sau và bàng quang thì cần phải điều trị mổ mở hoặc là nội soi sớm, nội soi và sẽ có thể sớm và trì hoãn. Loại 5 thì vỡ hoàn toàn niệu đạo sau thoát thuốc cản quang ở vị trí tổn thương nhưng mà thuốc không vào được bàng quang thì sẽ điều trị mổ mở hoặc là mổ nội soi sớm và trì hoãn. Loại 6 thì vỡ bàng quang hoàn toàn hoặc là một phần ở niệu đạo sẽ kết hợp với rách cổ bàng quang hay âm đạo thì phải yêu cầu là một phẫu thuật sớm. Đây là hình ảnh tiếp cận bệnh nhân chấn thương niệu đạo trước. Thì cái thương tổn mà liên quan đến va chạm thì sẽ không có cái chỉ định mổ cấp cứu, có thể là dẫn lưu bàng quang trên sương mù hoặc là nội soi nấn chỉnh dòng niệu đạo cộng với đặt ống xong niệu đạo bàng quang nếu mà niệu đạo tổn thương một phần. Khi này thì niệu đạo sẽ được tái tạo thì hai khi mà tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Các cái chấn thương do xuyên thủng thì sau khi các loại trừ các tổn thương mà đe dọa tính mạng thì cần thám sát kỹ tổn thương, lấy bỏ phần tổn thương, cố gắng bảo tồn tối đa niệu đạo. Những cái phần tổn thương nhỏ thì có thể khâu tổn thương từ 2 đến 3 cm ở vùng niệu đạo hành hoặc là dưới 1,5 cm ở niệu đạo dương vật thì có thể nối. Nếu mất nhiều còn là tái tạo thì hai hầu hết các trường hợp thì còn đều cần phải dẫn lưu bàng quang trên sương mù. Cái tổn thương liên quan đến gãy dương vật thì cái tổn thương niệu đạo do xé, thường này là do xé rách, trong trường hợp này cần phải phẫu thuật xử trí tổn thương vật hang đồng thời là sẽ khâu niệu đạo. Cái chấn thương mà niệu đạo trước này thường sẽ không đe dọa tính mạng,
Điều trị thì sẽ tùy thuộc loại tổn thương, cho nên là việc phẫu thuật tạo hình niệu đạo sớm là không cần thiết. Tốt nhất là nên dẫn luôn bằng quang da. Sau khi các tổn thương kết hợp được phục hồi và tình trạng chấn thương niệu đạo được ổn định thì sẽ chụp niệu đạo kiểm tra lại. Sau 3 tháng để đánh giá, cái đoạn hẹp mà ngắn nhẹ thì có thể nội voi cắt trong hoặc là nông niệu đạo. Nếu mà hẹp nhiều, cái đoạn nhỏ hơn 1 cm thì phẫu thuật khâu tận tận. Nếu mà hẹp nhiều mà cái đoạn nó lớn hơn 1 cm thì tạo hình niệu đạo bằng mảnh ghép hoặc là bài giáp cuốn. Hay là tiếp cận chấn thương niệu đạo sao thì thương tổn do va chạm thì còn phải đánh giá kỹ cái tổn thương để mình có thể đưa ra cái hướng xử trí, đó là can thiệp ngay lập tức là trong vòng 48 giờ. Nếu mà trong trường hợp này thì nên dẫn luôn bàng quang trên sưng mu sớm để theo dõi luôn nước tiểu, giải quyết tình trạng bí tiểu, giảm giò nước tiểu, tránh nhiễm trùng và giảm nguy cơ hẹp niệu đạo. Sau đó sau 2 tuần thì cần chụp niệu đạo ngược dòng lại để kiểm tra và đánh giá tiếp. Can thiệp chậm là có thể nắn chỉnh dòng niệu đạo và tái tạo sau 2 tuần. Can thiệp trì hoãn thì tùy vào mức độ tổn thương để đánh giá can thiệp phù hợp hơn. Khi mà can thiệp ngay lập tức thì trong trường hợp mà tổn thương niệu đạo sau mà một phần thì dẫn luôn bằng quang trên sưng mu, chụp lại niệu đạo sau 2 tuần kiểm tra. Nếu mà thương cho đến khi thương tổn mà nó lành, nếu mà hẹp niệu đạo thì sẽ nội soi, qua nội soi hoặc là phẫu thuật tái tạo. Còn tổn thương niệu đạo sau hoàn toàn thì sẽ nắn dòng niệu đạo tức thời nhằm đưa 2 đầu niệu đạo lại gần với nhau, có thể thực hiện qua nội soi hoặc là phẫu thuật mở. Phẫu thuật mở thì trong trường hợp này là thường là trong trường hợp đa chấn thương và phối hợp với xử trí các tổn thương khác. Các cái can thiệp ngay lập tức thì nên được thực hiện ở các trung tâm mà có kinh nghiệm cao, do cái kỹ thuật này nó khó và tỷ lệ thất bại nó cao. Vai trò của nông niệu đạo hay thì trong chấn thương niệu đạo sau thì vẫn còn tranh cãi. Trong các cái nghiên cứu tìm được thì bệnh nhân đứt niệu đạo hoàn toàn được nông niệu đạo ngay lập tức thì có tỷ lệ thất bại nó không có đáng khác biệt đáng kể so với những người được nông niệu đạo muộn.